Cửa hàng Nhật Động Cơ xin mến chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng ngã tư sông Ray, Cẩm Mỹ, Đồng Nai, số điện thoại 0988628901. Số điện thoại bên có sử dụng Zalo và bên có ship toàn quốc nha mọi người. Hôm nay bên sẽ lên sóng giới thiệu đến toàn thể anh em một mẫu máy cưa xích hạng tầm trung nòng đứng. Và em này đến từ thương hiệu của Shindaway nha mọi người. Mã số là 380 nha. Em này đường kính bít tông là 40mm 38cc dành cho anh em sử dụng cắt gia đình làm nhà vườn. Đó, hạ gốc cây trong gia đình vườn nhà. Rất là mạnh nha mọi người. Cái anh em đi cưa khai thác làm hàng nhỏ sử dụng em này rất là vừa tầm vừa tay nha mọi người. Đó. Về dòng Shindaway thì anh em biết rồi, tiết kiệm nguyên liệu tốt và thứ hai là rất là lì đòn ha, nhạy nổ, dễ xài, dễ sử dụng nha mọi người. Rồi lam của em này được sử dụng lam tổng độ dài là 40cm, mặt cắt là còn 35. Xích được sử dụng xích chung 91 nha mọi người. Lam được ráp lam Latin đầu tỏa nhiệt nha. Đó. Thì lam này thì nó không bị xúc xích, thứ hai là không bị cong lam nha mọi người. Xích thì cũng đã được ráp xích mới nên là anh em yên tâm sử dụng nha mọi người. Đây, lam Latin xích mới ha. Quá tuyệt vời luôn. Ốp lam của em này đi sử ốp lam 2 ốc này, vặn trực tiếp bằng khóa 13 nha mọi người. Tăng xích của em này nằm đằng trước này. Đây, đằng trước này, đây là con vít dẹp, đó là cái tăng xích nha mọi người. Bên phía mặt má ốp lam đi ha. Các tem mạc là bị bay đi một xíu này nha. Rất là đẹp nha. Thì em này được thiết kế cho anh em là một cái tay cầm bằng nhôm này nên là mình cầm nó cứng cáp, nó không có bị lắc lỏng nha mọi người, với là không bị gãy ghẹo ha. Đó, đằng sau đây nha mọi người, chốt e đây nhá, lốc mặt tiền đi nha mọi người. Tình trạng máy là riêng nguyên bản bảo hành, bao lột nòng 12 tháng, anh em mua được tặng kèm hai món đồ buji và rúa nha mọi người. Là lốc mặt tiền rất là đẹp, độ chày chua ít ha. Đó, khá là sáng luôn nha mọi người. Đấy, đây là trước này thiết kế cho mình nắp bình chứa nguyên liệu nhớt thải bôi trơn lam xích này, còn đằng sau này là bình chứa nguyên liệu xăng pha chung với nhớt nha mọi người. Công tắc nằm đây nha. Đó, giờ em sẽ mở bộ phận lọc gió cho anh em xem nhé. Ôi giời, cứng quá. Ê. Ây da, quá cứng nhanh nha, em vặn hơi quá tay. Rồi thì cái bên phía hộp giật các tem mạc là vẫn còn nguyên nha mọi người. Shindaway 380 ha. Anh em nào muốn xem chi tiết hình ảnh em này mình nhắn tin qua Zalo số điện thoại 0988628901 nha mọi người. Này, màn lọc của em này được thiết kế cho anh em là một màng lọc lưới nha mọi người. Ốp kín hai mặt nhá, chống bụi tuyệt đối đi vào bình xăng con và đầu nòng nha mọi người. Chế được sử dụng chế gum rồi. Cái màng lọc này nó hơi xấu một xíu đó, nhưng mà nó vẫn còn màng lọc nguyên này, không có bị rách rủm nha mọi người. Nên là lọc vẫn còn tốt ha. Đây, chế được sử dụng chế gum rồi. Đấy, chế thì còn đẹp ha mọi người. Đó. Thì các phần con ốc này từ các chốt lò xo anh em thấy còn mới kít ha. Đó, quá là đẹp luôn. Đấy, chế gum rồi thì anh em biết rồi, tiết kiệm nguyên liệu tốt, xài ổn định, nhiệt nổ dễ xài, đồ thay thế thông dụng ha. Thì các miếng da bơm của nó là nó trùng khớp với đời máy cưa xích Trung Quốc. Đó, máy tàu 5200 nha mọi người. Nên anh em ráp vào thay thế là rất là dễ ha. Rồi giờ em sẽ khởi động cho anh em nghe tiếng máy nhá. Giá của em Shindaway 380 này là 3 triệu đồng tròn. Anh em nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0988628901 đặt hàng nha mọi người. Anh em lưu ý là lam Latin xích mới nha mọi người. Giờ em sẽ khởi động nhá. Nói chung là mẫu Shindaway này anh em xài trong gia đình vườn nhà, hạ gốc cây này nọ trong vườn nhà thoải mái thả ga nha mọi người. Có anh em nào đi cưa khai thác làm hàng nhỏ sử dụng em này rất là vừa tay vừa tầm nha mọi người. Đó, giá thành tiền cũng vừa tờ tiền ha mọi người. Đó. Rồi anh em nào có nhu cầu sử dụng em máy cưa xích Shindaway 380, giá của em này là 3 triệu đồng tròn, lam Latin xích mới, thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0988628901 đặt hàng nha anh em.